Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân ung thư lưỡi nhầm mình bị nhiệt miệng, 90% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn, do đó buộc phải phẫu thuật triệt căn, cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ lưỡi tùy vị trí và kích thước của khối u. Nhiệt miệng hay còn gọi là loét after, đây là một vết loét ở vùng miệng có màu trắng hoặc vàng ở giữa, bờ màu đỏ. Những vết loét này có thể xuất hiện ở lưỡi, lợi, má trong và mặt trong môi. Nhiệt miệng rất phổ biến và có thể gặp ở tất cả mọi người, ở mọi lứa tuổi. Mặc dù gây đau đớn và khó chịu nhưng bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng. Đây là một bệnh lành tính. Điều trị nhiệt miệng cũng rất đơn giản. Đa số trường hợp chỉ cần vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà không cần dùng thuốc. Một số ít trường hợp cần dùng thuốc và bổ sung vitamin, kẽm và các chất dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh này có thể khỏi sau khoảng 2 tuần và không để lại di chứng. Khác với nhiệt miệng, ung thư lưỡi là một bệnh ác tính, tổn thương ban đầu có thể là một vết loét ở lưỡi, rất dễ nhầm lẫn với nhiệt miệng. Sau đó, ung thư sẽ lan rộng và di căn tới các cơ quan trong cơ thể. Ung thư lưỡi thường được phát hiện muộn, một phần nguyên nhân do bị nhầm lẫn với nhiệt miệng. Khi được phát hiện thì ung thư đã lan tràn và phá hủy nhiều cơ quan trong cơ thể. Người bệnh đã suy kiệt và rất khó điều trị. Nhưng nếu được phát hiện sớm, người bệnh có thể được điều trị bằng phẫu thuật, kết hợp hóa trị và xạ trị. Phát hiện bệnh sớm một ngày là tăng thêm một phần cơ hội sống sót của người bệnh. Ung thư bờ lưỡi là một cái bệnh lý mà thực ra rất hay gặp. Tuy nhiên là ở trong cái xã hội của mình thì dường như là về cái chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe ở răng miệng thì không được quan tâm lắm. Vì vậy nên là hay bị nhầm với những cái bệnh lý khác. Vì cái biểu hiện của bệnh lý nó lại rất là nhẹ nhàng, giống như là những cái vết mà bị loét này hay là vết bị nhiệt. Nhưng mà lâu ngày không khỏi vậy. Thế nên là đôi khi là những người bệnh họ bị bệnh rồi thì họ sẽ tự điều trị. Và nó có thể bị tái đi tái lại. Và cho đến khi mà nó bị lâu quá rồi và những cái vết đấy không liền, càng ngày nó càng lớn hơn, người ta mới đến thăm khám. Ung thư lưỡi là một trong những cái ung thư mà rất là phổ biến hay gặp ở trong cái vùng hàm mặt. Ung thư ở trong cái khoang miệng của mình nó là một trong 6 cái bệnh lý ung thư mà hay gặp nhất ở trên thế giới. Thì ung thư lưỡi nó chiếm khoảng 50% trong cái số những cái bệnh lý ung thư khoang miệng đó. Và những cái nguyên nhân gây ra cái căn bệnh này thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên có lẽ là vẫn phải tính đến là về cái thói quen sinh hoạt của người bệnh. Về việc ăn uống, về những cái thức ăn có thể gây nên những cái tổn thương ở trong vùng niêm mạc, như là ăn mặn quá hay là ăn cay quá trong một cái khoảng thời gian dài, hoặc là sử dụng những cái chất kích thích như là rượu này, hoặc là hút thuốc lá nhiều. Đấy, nó làm cho biến đổi những cái tế bào ở trong khoang miệng. Vì vậy nó hình thành nên những cái vùng tổ chức nó bị yếu và nó bị biến đổi tế bào, nó hình thành nên cái tế bào ác tính trở thành là ung thư, phát triển thành khối u như vậy. Cái triệu chứng mà của căn bệnh ung thư khoang miệng ấy, thực ra là nó rất là mờ nhạt. Vì vậy nên là ít bệnh nhân có thể phát hiện ngay từ ban đầu. Thông thường ấy, nếu mà những cái bệnh nhân mà bị những cái khối u hay là ung thư mà nó xâm lấn vào vùng xương thì có thể là đôi khi là chỉ phát hiện qua những cái là tình cờ chụp phim thì thấy là có cái biểu hiện khác thường ở xương thôi. Còn ở những cái khối u nó phát triển ở phần mềm như bệnh nhân này là ung thư lưỡi thì thực chất là cái việc mà để mà phát hiện sớm nó rất là khó khăn. Thường là nó sẽ có những cái biểu hiện như là những cái vết mà chợt loét lâu ngày. Nó giống như là nhiệt miệng, tuy nhiên là cái thời gian lành thương của nó lâu hơn, nó kéo dài trên 2 tuần, nó không liền thương được, thì lúc đó là có thể là nghi ngờ đấy là một cái vùng đã bị biến đổi tế bào. Thế. Ngoài ra thì nó cũng có rất nhiều những cái dấu hiệu khác để có thể nhận thấy là nó là cái nguy cơ rủi ro để cần phải quan tâm. Như là ở trong miệng có những cái vùng biến đổi về màu sắc như bị trắng hơn hoặc là bị đỏ ở một cái vùng ở trong miệng mà nó rất lâu ngày nó không hết, thậm chí nó còn lan ra rộng. Thì lúc đó là nên tới để thăm khám, để làm các cái xét nghiệm và theo dõi định kỳ. Để khuyến cáo thì có lẽ điều đầu tiên phải nói là người bệnh nên là chăm sóc và lắng nghe cơ thể mình hơn. Khi mà thấy có bất cứ một cái biểu hiện gì bất thường ở trong miệng của mình, từ những cái vùng mà nó bị thay đổi màu sắc hay là những cái vết mà bị nhiệt mà nó lâu liền, khi mà có những cái biểu hiện như vậy thì nên khuyến cáo là nên tới để mà thăm khám với những bác sĩ chuyên khoa, về bác sĩ răng hàm mặt, để có thể được khám và được xét nghiệm
và cho những cái chẩn đoán sớm. Như vậy thì cái việc mà điều trị được tích cực để thành công nó sẽ được cao hơn. Nếu bị một vết loét ở lưỡi, làm thế nào để biết đó là nhiệt miệng hay ung thư lưỡi? Hãy dựa vào các đặc điểm khác sau đây. Các đặc điểm của vết loét. Nếu bị nhiệt miệng thì vết loét màu trắng hoặc vàng ở giữa, bờ màu đỏ, kích thước dưới 1 cm. Vết loét và xung quanh nó có thể sưng, nóng, đỏ, đau nhưng vẫn mềm mại, thường không chảy máu, không có mùi khó chịu. Ung thư lưỡi thì tổn thương có thể là vết loét, vết trợt hoặc có khi là một u sùi ở lưỡi, cũng có thể gặp vết loét nằm trên u sùi, tổn thương màu đỏ xen lẫn trắng, vàng, có khi có màu đen do hoại tử. Nếu có nhiệt miệng màu đen thì khả năng cao đó là ung thư. Tổn thương có thể đau hoặc không đau, xung quanh vết loét trái cứng, thường chảy máu và có mùi hôi, khó chịu. Thời gian mắc bệnh. Nhiệt miệng sẽ thường khỏi sau 1 đến 2 tuần, bệnh có thể tái phát nhiều lần nhưng ở vị trí khác nhau. Tổn thương của ung thư lưỡi thường kéo dài nhiều tháng, có khi hàng năm, đôi khi tổn thương lành rồi lại tái phát ở cùng một vị trí. Vì vậy, nếu bị nhiệt miệng lâu ngày không khỏi, thời gian trên 2 tuần hoặc vết loét tái đi tái lại ở cùng vị trí, nên đến gặp các bác sĩ để loại trừ ung thư. Nổi hạch. Nổi hạch có thể là triệu chứng của bệnh ung thư, nhưng nó cũng là triệu chứng báo hiệu cơ thể đang bị viêm nhiễm. Nếu bạn bị nhiệt miệng nổi hạch ốc hàm, nhiệt miệng nổi hạch cổ, đây có thể là biểu hiện bạn bị nhiệt miệng nặng và nhiễm trùng, cần phải dùng kháng sinh, hoặc có thể là biểu hiện của ung thư lưỡi. Dù sao cũng nên gặp bác sĩ ngay để được khám và điều trị. Các triệu chứng khác như ung thư lưỡi có thể gây các triệu chứng toàn thân như mệt mỏi, sút cân không rõ nguyên nhân, cơ thể suy kiệt, sốt kéo dài, nhai, nuốt, nói chuyện và cử động lưỡi khó khăn. Còn nhiệt miệng thường không gây triệu chứng toàn thân nào. Đôi khi nhiệt miệng nặng và nhiễm trùng có thể gây sốt, nhưng sẽ khỏi khi được điều trị.